từ nước cội ra đây biển là sáng tắm biển rồi xong rồi lên là hả gọi đồng hoài luôn đó. À, để cái bí lên đi. Ướt máy là máy tấm hình trong đây ướt luôn, đưa lên là hình ướt luôn. Ok. Ok. Don't care hả? Don't care. I don't think so, don't care. Sớm thay quần ra đi, ta. Cởi quần ra đi. Mặc gì luôn hả? Mặc gì? Mặc gì vậy? Còn quần tập trống kìa. Thôi cởi quần ra đi, chứ không sọt về nó nắng. Nắng kia. Thôi kệ đi. Thôi cởi quần ra đi. Nói anh ơi, có chọn gì. Rồi, tôi chạy lên hết. Sao đem kiếm ra? Đem kiếm gì? Về chuẩn bị tắm tiền nha. À, tắm tiền có hôm nay. Ướt cỡ đó vậy cũng đâu ướt hơn nữa đâu. Ướt cỡ đó không ướt hơn nữa đâu. Giờ tạt nó lại chứ. Nó giống gì không? Giống người cá. Anh Vinh quay lại mấy cảnh này là anh Vinh vui lắm. Bắt cá, bắt cua nè. Bắt ốc. Bắt ốc. Đừng đi lên miếng đá, đi dưới đây đi. Giả lên. Nó cũng vàng, vàng đen á. Hù lên. Ướt rồi tắm luôn cho mát. À, mình chạy xe cái về tới nhà khô. Tính vượt biên qua tới bên đó rồi kìa. Mát không? Nước này sạch á. Nước này sạch á nhưng mà. Nước nước piscine chưa chắc sạch bằng vậy. Anh mà cởi đồ ra hết thì các ai cũng chạy. Đừng thách nha. Anh bận hay không có thách đúng không anh?
Anh bỏ mấy cái đó xuống đi. Anh bỏ đó xuống đi. Không cần chụp nữa đâu. Nhìn giống như gì á? Phật Phật bà. Phật thiền. Bị xuống con. Đừng ngồi làm vậy tổng 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 để mà dắt nước cho các đã. Nhiều quá con à. Đợi mà sâu lắm á. Dạ. Dạ. Trời ơi, bắt lên mạng á, đám đứa con hả? Cặp lên. Bắt đi phải người cầm lon người cầm ly. Vô cộng luôn. Bắt vô ba. Cái này thôi anh, cái này đó là. Ba đi phương cầm lon cầm ly con. Người cầm lon người cầm ly giữ lon. Xuống lại đi, xuống lại. Được sâu lắm. Mày đi vòng lại. Đỡ lúc lên đi đầu hả? Để nó xuống cùng ly á. Bọt này bị ăn nước giữa ta. Không được thôi. Không lên, lên, lên chỗ nào mà ông bằng xuống được thật. Mà đi đâu mà. Ông này bị kỳ á. Phật mát mẻ quá rồi. Phật mát mẻ rồi. Phật nha. Anh bỏ mấy ảnh xuống đi. Trời ơi, chị chơi đúng không? Chị chơi đúng không? Phật này mặc có cái quần này. Cái quần này. Xuống núi luôn rồi, xuống núi luôn rồi. Rồi, chúc mừng con Phật. Phật xuống núi luôn rồi. Xuống núi luôn rồi kìa. Ôi, chạy như máy qua nó. Đội bỏ chạy người chạy. Không đó. Không. Cứ tự nhiên đó, ta ngạc nhiên thôi. Để cho ta ngạc nhiên, đừng để mình đồng ý. Chúc một ngày vui. Rồi, cảm ơn. Đấy. Mấy con. Trời giờ đang. Các bạn chăm nhận ra nha. Không biết leo lên nha. Không biết leo lên nữa là cuối cùng đá lung lay lung lay á. Nó đá được nó lay lên mà leo lên nó không biết xuống. Em bắt chơi đá. Vô rồi. Đó vô. Mày vô lấy mày. Em quá. Ác chưa? Trời ơi, hết ác rồi. Rồi. Gì vậy? Ngồi xuống vậy. Quay cái cảnh này mà đưa lên ho tên gì đó. Facebook anh. Không phải. Ghép chung với phim Tại Thiên Đại Thánh. Tại nó thiếu mấy cái cảnh. Nè em bơi nè. Biết bơi không? Không. Chút xíu ra ngày mai ra ngoài đấy á, bơi. Tập bơi. Nếu có mai đi đảo rồi thì có sáng tắm biển sớm không? Mà mai đi tắm biển sớm. Mai tắm. Mai tắm biển sớm. Mai tắm. Tắm biển sớm thì phải đi sớm khoảng cỡ như 7 giờ đi rồi. 5 giờ. Ừ. Thì tắm biển dạ. Ok. Tại vì 8 giờ rưỡi xe nó đón mình đi đảo rồi đó. Mai Phương đi mà hả? Đi đi chơi vui. Chị Hiếu qua quầy quá chừng. Ba đứa ba khác nhau. Phương. Phương đầm hơn Hiếu vậy. Phương á đầm hơn Hiếu vậy. Hết mà.
mi, hít mi. Đó, hít mi chứ phải khen. Hít mi, hít mi. Hít mi, hít mi. Đừng nói rép mi. Nó đâu dám gần đấy chứ. Mình nằm về nó không dám gần nữa. Cái đó đi 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 cát không có có đá không hiểu không? Cát không nè. Trời chân dài mà sợ đi ngắn rồi. Chân ngắn rồi tôi sợ nè. Đi vô đá cái cát kìa. Sợ cho té té bể đầu luôn. Tắm tôi ăn cái mì ăn nữa. Hết bánh mì rồi. Ủa quên còn. Đấy dặn rồi đi ra đem đồ theo. Gì vậy? Là đồ phía đường xa. Chứ không thùng rồi. Cái hồn nhỏ thôi. Lấy cục này cho nó đi đâu rồi, để nó phân bì. Đâu rồi, nó cứ kẻ nó ngồi. Bà gì nhỏ. Trời ơi, đâu cả thì nó có nhiêu đó à. Bà đâu cả thì bà lấy đi. Bà đi bọt bà. Có nhiêu đó à. Ê, lạnh quá thôi. Trời ơi, lạnh gì, giết xèo đi. Cái xíu nó hết lạnh rồi. Rồi cái con tay bệnh nằm nè. Ê, gì vậy? Dạ vậy. Dạ vậy. Vô đi cho cá ơi cá. Trời ơi. Tống tống đang vang lên như mặt cơm vàng nhà ta cho cơm nặng cháu mai nhà người. Ê con gì á con té. Con té. Ấy đừng nó để nó. Con té té. Dễ gì bắt được nó hả? Tép đâu quay không thấy. Ơi. Mẹ đi yên cho tao con về coi. Cá con đi yên cho mẹ coi con giữa cá. Mẹ mẹ, mẹ ơi con cá. Ôi, trời luôn rồi tôi. Trời xin. Cười không lại cái bọn. Gì vậy? Má xe làm gì ngày mai ra ngoài đó tập bơi bảo đảm bơi được. Tiếp mi, tiếp mi. Thôi đừng mà. Thôi đừng mà đừng mà. Cái trò này. Thôi, con dùi của nó bự hết sợ rồi. Qua đây, đúng rồi quá. Mày làm gì vậy? Làm gì vậy? Mẹ nắm tay qua từ từ nè. Mà quà luôn đó con nhỏ hơn. Làm gì vậy? Tiếp đi, tiếp. Tiếp đi, tiếp nè, tiếp nè. Ha 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 ha.
mệt rồi. Rồi, đút áo lên đi. Chặt áo đi. Chặt áo xuống rồi. Rồi, dính xuống kèm lên, dính lên. Anh, yeah. Quay chưa đó đủ rồi. Có cái anh, có cái anh chưa đủ rồi.